Quý vị ở đây, chúng ta cho phép Tâm Nguyên xin hỏi một xíu, tất cả quý vị hiện diện đang trong đạo tràng này, ai là người giàu có đưa tay lên? Đưa tay lên ạ. Dạ, bên phải, bên trái, sao không thấy ai hết ạ? Dạ, vậy thì ai là người nghèo đưa tay lên? Ai là người nghèo đưa tay lên? Dạ. Như vậy là cái số lượng người nghèo đưa lên nhiều hơn. Thậm chí là hồi nãy không có ai tự dám nhận mình là người giàu có, mà đa số là nhận mình là người nghèo. Như vậy ở đây chúng ta thấy một điều là người nghèo rất là tự tin, đúng không? Người nghèo rất là tự tin, người nghèo rất là hoành tráng. Và người nghèo không sợ người khác biết rằng mình tên nghèo, cho nên cứ đưa tay lên. Thế nhưng có những cánh tay còn rụt rè, chưa dám đưa vì không biết mình là người giàu hay là người nghèo. Thành ra ở đây chúng ta sẽ khó định mức được rằng ai là người giàu và ai là người nghèo, đúng không ạ? Có nhiều vị vẫn đang còn lơ lửng ở đâu đó, không biết là mình đang giàu hay nghèo. Quý vị nếu mà ở đây có giàu rồi thì thôi không sao. Còn những quý vị nghèo vừa nãy đưa tay lên, quý thầy trên này đã thấy rồi, sẽ ghi danh sách lại và đăng báo giúp đỡ những người này, được không ạ? Như vậy là làm người nghèo bao giờ cũng được được sự quan tâm ưu ái nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta nói đến cái đề tài hôm nay, đó là những người giàu có nhất hành tinh. Vậy theo quý vị, thế nào gọi là giàu ạ? Giàu có phải là có nhiều tiền không? Có nhiều của, có nhiều chức, nhiều quyền, nhiều địa vị. Có phải không quý vị? Sao không phải? Ai nói giàu mà không có tiền, không có quyền, không có chức? Rõ ràng là chúng ta thấy những người trong xã hội bây giờ, có những người giàu thì tất nhiên phải luôn phải có tiền, có quyền, có chức, có địa vị. Đó là cách thấy thông thường của chúng ta. Và làm thế nào để định nghĩa được một người thế nào là giàu? Thì kính thưa quý vị, người ta cũng đã tốn nhiều giấy mực lắm rồi. Người ta còn bàn luận rất là nhiều. Đó, cho nên chúng ta ở đây sẽ không bàn luận hoặc là đưa ra một cái định nghĩa nữa. Nhưng bản thân chúng tôi nghĩ đơn giản, giàu có nghĩa là không nghèo. Quý vị có chấp nhận không? Giàu là không nghèo. Vậy thì nghèo là sao ạ? Nếu mà nói nghèo nghĩa là không giàu thì vậy chúng ta sẽ nói đến sáng luôn. Đúng không? Thì có một người người ta định nghĩa về cái nghèo như vậy này. Người ta nói cái chữ nghèo là nó được ghép bằng cái âm ngờ và vần eo. Thành ra là người nào mà mang theo nhiều cái vần eo này là người nghèo này. Ví dụ, người nghèo thì lúc nào cái bụng cũng đói meo. Cho nên lúc nào cũng ăn một bát canh trong veo với thức ăn lèo tèo, sống dưới một cái ngôi nhà treo leo. Rồi sao? Đêm ngủ thì nằm chèo queo, thân thể tong teo. Đã vậy thì còn đi trên một chiếc xe rất là bèo nhèo. Và trong cuộc sống thì chẳng ai theo, đúng quý vị? Thậm chí mà eo này này nó liên quan là các chị em phụ nữ ngồi đây mà không có cái eo cũng cảm thấy mình nghèo về mặt sắc đẹp, đúng không? Có nhiều người không có cái eo cũng khổ sở lắm, cảm thấy mình cũng còn nghèo về mặt sắc đẹp. Như vậy thì với cái ví dụ vừa rồi, chúng ta có thể thấy sơ qua rằng nghèo là gì? Nghèo đó chính là cái sự thiếu thốn, bất hạnh, bấp bênh. Đó dẫn đến cái trạng thái tâm bất an, dường như lúc nào cũng cảm thấy như là không như ý của mình. Cho nên đó là nghèo. Nhưng mà nếu dùng quá nhiều từ như vậy thì chúng ta biết nghèo là cái gì? Thành ra chung quy chúng ta thấy ở đây rõ ràng nhất, nghèo chính là khổ. Đó. Có người nào nghèo mà không khổ không? Cho nên chúng ta sẽ nói đơn giản, nghèo chính là khổ. Vậy thì giàu thì sao quý vị? Giàu thì sao? Giàu thì không có khổ. Vậy thì nghèo là khổ mà giàu thì không khổ. Cái sự thật về cái sự giàu có ở đây, dù có mang một cái định nghĩa, một cái hình thái nào đi nữa, thì cái người giàu chính là người không có khổ. Ai giàu
mà còn khổ thì người đó là người gì? Là người nghèo. Giàu mà khổ thì đâu có phải là giàu đâu. Cho nên quý vị, chúng ta hãy xem những cái trường hợp sau đây, những người này là giàu hay là nghèo. Trường hợp thứ nhất, cái người này là ngày cầm cân đong đếm, đêm đốt đuốc tính toan, hình hài trơ lẩn thần, tâm trí rối bàng hoàng, thức ngủ tâm chẳng an. Theo quý vị, người này giàu hay nghèo ạ? Ai nói người nghèo đưa tay lên. Không phải, người này là người giàu. Tại vì người nghèo thì không thể nào mà cầm cân đong đếm tính toán cả đêm được. Chỉ có những người giàu. Giàu này là giàu gì ạ? Giàu nhiều tiền, nhiều của, nên mới lo lắng như vậy. Thành ra, hóa ra là người là giàu mà sao? Hơi khổ. Đó. Và quý vị xem một trường hợp một người sau nữa như sau. Người này như vậy này. Ra đường thì nơm nớp lo âu, trông sau ngó trước, cướp đâu chật chờ. Về nhà thì không ngớt nghi ngờ, người quen kẻ lạ biết giờ tin ai. Tin vợ nhân lợ một mai, chẳng may thác xuống cho trai hết tiền. Tin con nếu có cho riêng, trà đình tiểu điếm của tiền cũng sạch xanh. Mà người ở cũng lắm lưu manh, ngày vờ giữ của, đem đành cướp đi, đem chôn dưới đất chắc gì. Một cơn gió bão cuốn đi không về, có tiền thật lắm ê chề, mất ăn mất ngủ tái tê suốt ngày. Theo quý vị, người này là người giàu hay người nghèo? Người giàu chứ. Người giàu về tiền của. Người giàu có tiền nhiều quá mà không biết cất ở đâu, ra đường sợ cướp, về nhà thì không tin vợ tin con, người ở cũng sợ nó nửa đêm nó đem đi mất, chôn tiền thì sợ sao? Sợ có mưa bão gió thì nó cuốn đi mất không biết để chỗ nào. Thành ra mình thấy tiếp nữa, giàu sao? Giàu sao mà thật khổ. Người giàu còn khổ nhiều cái lắm. Ví dụ người giàu còn phải khổ vì lo lắng trăm thứ những cái điều khác. Ví dụ như người giàu có thể bị người ta ghen ghét. Ông bà mình hay nói là gì? Bà tiền, bà thóc, bà cóc gì ai? Quý vị nghe câu đó chưa? Bà tiền, bà thóc, bà cóc gì ai? Có nghĩa là cái câu này ai nói với ai ạ? Người nghèo nói với người giàu. Vì sao? Vì bị ganh tị. Ví dụ như bà có tiền mặc kệ bà ấy chứ. Nhưng mà ông bà mình nói rất là hay là bà tiền, bà thóc, bà cóc gì ai? Hoặc là nói có văn vẻ hơn nữa là gì? Là vô duyên thì ghét kẻ. Bà tiền, bà thóc, bà cóc gì ai? Có nghĩa là cái câu này ai nói với ai ạ? Người nghèo nói với người giàu. Vì sao? Vì bị ganh tị. Ví dụ như bà có tiền có duyên, mà không tiền thì sao? Ghét kẻ có tiền cầm tay. Như vậy là giàu có tiền cũng dễ bị gì? Dễ bị ganh ghét. Hơn nữa, cái nỗi khổ lớn nhất của người giàu này quý vị, đó là cái nỗi khổ gì? Khi chúng ta nghèo, tất cả gia đình cùng sống trong một cái hoàn cảnh thiếu thốn. Mình thấy rằng là gia đình mình ăn cùng mâm, ngồi cùng chiếu, ở dưới một ngôi nhà lụp sụp, chật chội, nhưng mà rộn rã tiếng cười. Và đến khi kinh tế được khá giả lên hơn, chúng ta xây một ngôi nhà lớn, vợ một phòng, chồng một phòng, mỗi phòng là một cái tivi, một cái tủ lạnh. Đó. Và sao? Và mỗi chúng ta là một thế giới riêng. Chồng không gặp vợ, vợ không gặp chồng. Cho nên người ta mới nói là gì? Anh ở trong không cửa, em ở ngoài không cửa, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Đúng quý vị? Đúng không ạ? Cho nên là có nhiều người giàu bây giờ đang rơi vào cái trường hợp như vậy. Tức là sao? Chồng thì sáng sớm thật sớm, mặt trời chưa lên là đi làm, đến tối khuya mới về nhà, vợ cũng vậy, con cũng vậy. Thành ra cái thời gian để mà đoàn tụ trong gia đình rất là khó. Và nếu như không có cái thời gian mà được ở bên nhau, thì trong gia đình đó không trước thì sau sẽ không xảy ra cái sự lục đục, và có nhiều cái mâu thuẫn không thể được giải quyết một cách kịp thời. Cho nên là sẽ có tiếng to, tiếng nhỏ, lời nặng, lời nhẹ.
Cho nên ông bà mình ngày xưa hay lắm quý vị, ông bà mình nói là thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt mà nói nhau nặng lời. Đó là cái khổ, hay nói cách khác đó là một cái tình trạng, một cái xu hướng của xã hội bây giờ, khi mà con người ta bị cuốn theo cái dòng chung của xã hội. Đó, những gia đình dường như đang xa dần đi những cái hạnh phúc rất là đơn sơ. Vậy thì đó cũng là một cái nỗi khổ của cái gì quý vị? Của người giàu. Đó. Mà có một nỗi khổ hơn nữa của người giàu, không biết quý vị ở đây có suy nghĩ ra được không? Chắc là có lẽ quý vị suy nghĩ rất là nhiều. Đó là cái nỗi khổ mà bị người ta dán cái mát á. Thấy không? Dán cái mát mình là nhà giàu. Khi mà đã bị người khác dán cái mát mình là nhà giàu thì sao? Thì lúc nào á, giống như người ta hay nói là ăn thì phải đi nhà hàng, đúng không? Mặc thì phải mặc đồ sang, xuất hiện thì phải hoành tráng, đúng không? Đi ra đường thì có người đưa kẻ rước, nói thì phải có người giả kẻ thưa, đúng không? Như vậy là khi chúng ta bị người khác lợ dán cho mình một cái mát là người giàu có rồi, thì mỗi bước chân đi, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi sinh hoạt của chúng ta phải giống ai ạ? Phải giống người giàu có. Phải giống người giàu có, tại vì mình đã bị lợ dán cái mát như rồi. Cho nên nhiều lúc chúng ta thèm có những cái giây phút rất là bình dị. Chúng ta thèm ngồi ở những cái vỉa hè để ăn những cái món ăn gì đó rất là dân dã. Nhưng mà sao? Nhưng sợ bị người ta nói, sợ bị ta xì xào dư luận, hoặc là sợ người ta nói là trời ơi giàu nức nố đổ vách, bây giờ ngồi đầu đường xó chợ mà ăn uống chẳng hạn. Như vậy là dường như trong cuộc sống này chúng ta đã đánh mất đi một phần rất là thú vị. Tuy là người giàu nhưng mà sao? Nhưng mà rất là khổ, đúng không quý vị? Như vậy thì từ nay đến giờ có 4-5 cái trường hợp của người giàu. Thực ra cái nỗi khổ người giàu còn nhiều, nhiều lắm. Và trong cuộc sống mọi người chúng ta, nếu mà gặp trường hợp nào thì người đó sẽ biết rõ nhất. Có một điều đây chúng tôi muốn xin hỏi quý vị rằng là sinh ra ở cuộc đời này thì chẳng ai muốn mình trở nên nghèo khó cả. Ai cũng muốn mình giàu. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là giàu để làm gì? Ai cũng muốn làm giàu, vậy giàu để làm gì? Quý vị bên này có biết không ạ? Quý vị bên này có biết không ạ? Giàu để làm gì quý vị? Như vậy mà không biết giàu để làm gì mà ai cũng cố gắng để làm giàu. Điều này khá là mâu thuẫn, đúng không? Nếu chúng ta không biết làm giàu để làm gì thì chúng ta đừng có làm. Đó. Hay là quý vị biết nhưng mà vẫn ngại. Vậy thì quý vị ngại, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện như sau, liên quan đến một người rất rất là giàu. Người này ở rất rất là xa Việt Nam, ở tận đến Singapore lần. Cái người này á, là một người Singapore. Ông ta tên là Richard Teo. Teo này là viết theo tiếng Việt là T-E-O. Thì cho nên những người Việt Nam mình đọc cái câu chuyện này hay gọi là câu chuyện của anh Teo. Và cái người này là một cái vị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cực kỳ nổi tiếng của Singapore, và là một người triệu phú của Singapore. Thì bác sĩ Teo lúc còn nhỏ sinh ra trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Gia đình rất là vất vả, nhưng được một cái rất là thông minh. Vì vậy mà để quyết định đổi đời, bác sĩ Tèo đã nỗ lực học tập bằng mọi giá, phải học thật là giỏi. Trong học tập, trong mọi cái hoạt động phải cố gắng giành được những cái thành tích rất là cao, thậm chí những cái giải thưởng mà nhỏ nhất, ví dụ như là những cuộc chạy đua trong lớp, thì bác sĩ Tèo này cũng phải bằng mọi giá cũng phải đứng giải nhất. Tại vì trong cái suy nghĩ và trong những cái lời nói của những người xung quanh, bác sĩ Tèo biết được rằng chỉ có giàu có, chỉ có những cái thành tích thật là cao thì mới được những người khác kính nể, và cuộc sống của mình mới trở nên thoải mái được. Vì vậy mà ngay từ nhỏ cho đến thời sinh viên thì bác sĩ Tèo này á, lúc nào cũng là cái người xuất sắc. Khi mà vào đại học thì bác sĩ Tèo này theo cái ngành gọi là nha khoa. Và sau đó vì học giỏi cho nên ông tiếp tục nghiên cứu và được một cái học bổng sang cái ngành chuyên khoa mắt. Thì sau khi ra trường, bác sĩ Tèo này làm cho một cái bệnh viện công, bệnh viện nhà nước á, của Singapore. Nhưng mà làm mãi, bác sĩ Tèo mới có một cái suy nghĩ rằng nếu như mà suốt cuộc đời của ta chôn ở trong
cái bệnh viện này thì sẽ không bao giờ giàu có. Vì với đồng lương ít ỏi của những cái bác sĩ mà làm cho nhà nước thì không giàu được. Vì vậy mà anh ta quyết định từ bỏ cái công việc nghiên cứu cũng như là công việc hiện tại của bệnh viện nhà nước ra làm một cái bệnh viện tư nhân. Và anh có một cái suy nghĩ rằng thông thường á, một cái bệnh nhân đến khám bệnh ở Singapore người ta phải bỏ ra 20 đô la để khám bệnh. Nhưng mà khi người ta bỏ ra chừng này tiền, người ta rất là nhăn nhó, khó chịu. Dù đó là cái việc họ phải làm để bác sĩ và khám bệnh. Nhưng anh ta phát hiện ra rằng có những người sẵn sàng bỏ ra 10.000 đô la, 20.000 đô la, thậm chí hàng trăm nghìn đô la cũng làm một việc khác liên quan đến con người. Đố quý vị biết là việc gì? Làm gì? À, đó là phẫu thuật thẩm mỹ. Người ta sẵn sàng bỏ 10.000 đô để hút mỡ bụng, 20.000 để tăng vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì đó. Đó. Thì bác sĩ Tèo cảm thấy đây là một cái cơ hội làm ăn rất là hiếm có và cái thời cơ đã đến. Thành ra bác sĩ Tèo này mới mở một cái bệnh viện. Và những người bệnh nhân đến với bác sĩ Tèo á, ban đầu là phải hẹn một tuần, sau đó là 3-4 tuần, thậm chí 3-4 tháng nó mới được đến với bác sĩ Tèo này, vì tại vì bác sĩ này rất là nổi tiếng và làm rất là đẹp, thành ra ai cũng thích cả. Nhưng cho đến một ngày, tức là vào năm 2012 đó, bác sĩ này sinh năm 1972, thì vào năm 2012 bác sĩ Tèo cảm thấy bị đau nhói ở phía sau lưng, thì ông ta mới đi gặp các bác sĩ khác để khám cuộc bệnh của mình. Và các bác sĩ khác báo cho anh Tèo này biết được rằng anh đã bị ung thư phổi giai đoạn 4. Quý vị, giai đoạn 4 là giai đoạn nào không ạ? À, giai đoạn cuối rồi. Thì khi mà nghe cái tin này thì quý vị biết không, trước đó đó có nhiều tiền thì bác sĩ Tèo làm gì? Sắm cho mình một cái chiếc xe đắt tiền nhất, hiệu là Ferrari. Rồi anh mua cho mình những cái biệt thự, tham gia vào những cái hội của những người giàu có, cặp kè với những cô gái chân dài rất là đẹp, để mà phung phí tiêu xài cho hết cái tiền bạc của mình. Nhưng mà sau khi nghe được rằng tin mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tất cả dường như sụp đổ với anh ta. Và tiền bạc của cải giờ đây không thể là một cái gì đó có ý nghĩa nữa. Bác sĩ nói rằng với cái lần hóa trị cuối cùng thì anh chỉ có thể khả năng sống trong 10 tháng. Thì bác sĩ Tèo mới bỏ hết tất cả mọi thứ. Trong 10 tháng này, ngoài việc chữa bệnh để cầm chừng, thì bác sĩ Tèo đi gặp những người thân yêu của mình, những người bạn, đi về những vùng quê đó. Và anh ta nói rằng trước đây vì để muốn người khác kính nể, anh mua cho mình những chiếc xe rất là đắt tiền, ở những ngôi nhà thật là sang trọng, đi chơi với những người nổi tiếng để người khác thấy mà kính nể. Nhưng mà cái hành động đó của anh càng làm cho người ta ghét mà thôi đó. Và càng có nhiều tiền thì người ta càng ghét, và còn càng có nhiều tiền càng phải suy tính càng nhiều. Và anh ta nói rằng anh là một bác sĩ được đào tạo với cái chuẩn ra là một người với y đức chăm sóc cho bệnh nhân. Nhưng trong quá trình chăm sóc cho bệnh nhân thì anh ta dường như vô cảm trước những nỗi đau của những bệnh nhân. Việc làm của anh ta như là một việc làm có lệ, cho xong công việc rồi về, và anh ta chưa bao giờ cảm nhận được những cái nỗi đau của người bệnh nhân của mình. Cho đến khi chính anh rơi vào căn bệnh ung thư thì anh mới thực sự cảm nhận được cái nỗi đau của một người bệnh nhân là như thế nào, những nỗi đau của những lần hóa trị là như thế nào đó. Và trong một lần sắp đến những ngày cuối cuộc đời thì bác sĩ Tèo này có trò chuyện với một nhóm sinh viên của trường đại học thuộc Đại học Y khoa của Singapore. Bác sĩ Tèo này nói rằng cái việc mà tôi chia sẻ hôm nay quý vị không phải là một cái lời than vãn, cũng không phải là một cái lời biện minh cho những việc xấu mà tôi đã làm để có những cái đồng tiền trên mồ hôi xương máu của những bệnh nhân. Mà cái sự chia sẻ của tôi ngày hôm nay đến với quý vị để nói cho quý vị biết rằng
cái giá trị, cái hạnh phúc thực sự ở đời chưa hẳn là tiền. Và chúng ta đừng lầm tưởng rằng những cái nỗ lực của chúng ta trong cuộc sống là phục vụ cho chính mình. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà cái ý nghĩa lớn nhất đó chính là phải biết hy sinh và phụng sự cho người khác. Và anh ta nói rằng trong thời gian có thật nhiều tiền, anh không có hạnh phúc. Mà chính 10 tháng cuối cùng này, anh mới thấy hạnh phúc thực sự là cái gì. Đó, và sau cái buổi chia sẻ đó thì vài tháng sau thì bác sĩ Tèo đã ra đi bệnh viện. Thì kính thưa quý vị, cái câu chuyện này không chỉ là ở Singapore đâu, mà còn nhiều, rất là nhiều. Và không chỉ là một cái người bác sĩ, mà còn rất nhiều người khác trong cuộc sống này đã đang cố gắng nỗ lực. Cái điều mà chúng ta thấy rằng nỗ lực này của bác sĩ Tèo đó là sống theo cái gì? Theo cái bản năng, theo cái sự thôi thúc của những cái thói thường của xã hội. Và vì không nhận ra được giá trị cốt lõi của cuộc sống, cho nên bác sĩ này mới quay cuồng và lao mình vào trong cái việc kiếm tiền như vậy. Sau khi bác sĩ Tèo này mất thì ông có để lại hai câu bằng tiếng Anh như vậy. Đó là I can hurt my family. In the end, his million mean nothing. Có nghĩa là tôi không thể nào mà giữ được cái chiếc xe Ferrari của mình. Và cái câu thứ hai đó nghĩa là cho đến lúc lìa đời thì dù có tiền trăm bạc triệu cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng may mắn cho bác sĩ Tèo này là cuối đời ông nhận ra được cái giá trị của cuộc sống, đó là phải biết gì? Phải biết sống cho đơn giản, phải biết hy sinh cho mọi người, như vậy mới đáng sống. Và chúng ta ở đây, kính thưa quý vị, chúng ta có cảm thấy thương cho bác sĩ Tèo này không ạ? Có thương không? Ai không thương? Dạ, tất cả mọi người đều thương. Như vậy, chúng ta thương là thương sao? Tiếc quá. Nếu mà bác sĩ Tèo này đến với đạo Phật trước thì ngon biết mấy, quý vị ha. Đâu có đến nỗi phải sống khổ cực như vậy, đâu có đến nỗi phải đau khổ như vậy. Và khác với bác sĩ Tèo này á, là có một người khác, cũng là một cái người rất là giàu có, rất là triệu phú. Ông ta cũng qua đời cũng vì một căn bệnh ung thư. Ông này chắc có thể là nhiều người biết. Ông này là Steve Jobs, là tổng giám đốc điều hành của hãng máy tính Apple. Quý vị biết không? Là những cái người mà sáng chế ra cái điện thoại iPhone hoặc là cái máy tính bảng nhớ, iPad gì đó. Ông này cũng qua đời ở cái tuổi trung niên. Ông này trong một cái quyển sách của mình, ông có nói rằng năm 23 tuổi bản thân tôi có giá trị là $1 triệu. 24 tuổi tôi có giá trị là $10 triệu. Và 25 tuổi bản thân tôi có giá trị trên $100 triệu. Nhưng tôi làm tất cả các cái việc đó không phải vì tiền. Đối với quý vị, vì cái gì? Vì cái gì ạ? Tất cả những việc làm của Steve Jobs đó là hiến dâng cái trí tuệ, cái tài năng của mình để làm đẹp cho cái thế giới này. Nhưng cái gốc sâu xa nhất mà ở đây chúng ta cần phải ghi nhận rằng khi thời còn trẻ thì Steve Jobs tuy là một người phương Tây, nhưng anh là cái người đã học tập theo cái phương pháp thiền học của đạo Phật. Ngoài cái thời gian đi làm ở công ty lúc còn trẻ thì anh ta thường tập tọa thiền và học theo những cái lời Phật dạy. Cho nên khi cái chết đến với Steve Jobs, ông cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và cái công việc của ông làm, sự cống hiến của ông cũng trở nên rất là có ý nghĩa. Cho nên cái ngày mà Steve Jobs, thậm chí hàng tỷ người trên hành tinh này đều cảm thấy thương tiếc đó. Quý vị có biết cái biểu tượng mà trái táo cắn một miếng không? Đó chính là cái biểu tượng của hãng Apple, mà một trong những người hàng đầu sáng lập đó chính là Steve Jobs. Và ở đây trong hai câu chuyện này, cái sự khác biệt giữa cái động lực kiếm tiền của hai người, một người là được thôi thúc bằng cái bản năng, bằng những cái thói thường của cuộc sống, và một người đó là nhận ra được cái cốt lõi, cái giá trị của cuộc sống. Cho nên là hai người này có hai cái động thái khác nhau và sống theo hai cách khác nhau. Một người thì luôn luôn sống trong đau khổ, thỏa mãn các giác quan nhưng mà rất là đau khổ. Còn một người sống giàu có, bình dị nhưng mà rất hạnh phúc. Và đó mới chính là hạnh phúc thực sự. Có nhiều người nói rằng là tiền là tất cả, nhưng mà kính thưa quý vị, là có những thứ mà tiền không thể mua được.
Và cái điều bất hạnh hơn là có người ta không biết rằng tiền là không mua được tất cả mọi thứ, vậy mà người ta lại làm tất cả mọi thứ vì tiền. Điều này là một điều hết sức bất hạnh. Kính thưa quý vị, nếu như có một người nào đó trong cuộc sống này nói rằng tiền có thể làm được mọi việc, thì cái người đó sẽ dám làm tất cả mọi việc để có đồng tiền. Mà dám làm tất cả mọi việc để có đồng tiền thì gồm cả việc gì quý vị? Gồm cả việc gì trong này? Đó là việc xấu. Việc gì? Việc ác. Đó, tức là làm mọi việc mà. Thành ra là sẽ có cái việc, việc xấu và việc ác. Nhưng mà không biết một điều rằng cuối đường danh lợi, hai tay trắng, sau cuộc ân tình nấm mồ hoang, có ba lầu, có bốn tòa hay gì nữa cũng cũng là ra đi mà thôi. Cho nên á, người ta bây giờ có một cái sự phân biệt giữa quan niệm giàu của ngày xưa và ngày nay như vậy. Ngày xưa người ta quan niệm một người giàu thì cần phải có những điều sau. Thứ nhất là phải có một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh. Quý vị nghe kịp không ạ? Một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh. Một vợ, hai con, miệng bàn ha. Ba lầu là gì? À, nhà phải có là nhà lầu. Bốn bánh là cái gì? À, là xe hơi. Như vậy là người xưa nói rằng một người giàu là phải có bốn cái điều đó. Nhưng mà điều đó là gì? Xưa rồi. Còn bây giờ người ta nghĩ một cái người giàu cần có cái gì ạ? Đó là sống khỏe, chết nhanh, ít của để dành, và ra đi thì nhiều người thương tiếc. Sống khỏe là sao? Khỏe về, về cái tinh thần, về cái vật chất. Chẳng hạn như đi có một người đi bói, nghe thầy bói nói rằng là cô, chú gì đó được thọ 80 tuổi. Quý vị có mừng không? Ai không mừng đưa tay lên. Sao không mừng được? 80 tuổi mừng lắm chứ. 80 tuổi là thượng thọ, đại thọ rồi. Nhưng mà chúng ta phải nghe dứt cái lời của cái người thầy bói ra. Nói là cô chú được thọ 80 tuổi nhưng đến 56 tuổi bị nằm liệt giường. Quý vị có muốn như vậy không? Dạ, cho nên dù có giàu, có sống đến 80 tuổi mà đến 56 tuổi bị nằm liệt giường thì nằm đó mà ăn cơm trộn với vàng hay sao? Là cũng khổ đau vô cùng mà thôi. Cho nên làm sao? Cái giàu có trước hết là phải sống cho khỏe. Khỏe cái thân, khỏe cái tâm, nó phải có đầy đủ một cái sức khỏe. Và thứ hai là chết phải nhanh. Chết phải nhanh là sao? Tức là nếu như mà cái mạng số của chúng ta chết thì hãy chết cho nhanh cho rồi. Đừng có nằm đó mà làm liên lụy đến xã hội, đến gia đình. Thứ nữa là gì? Là ít của để dành. Nếu như chúng ta chết á, mà để lại nhiều của cải quá thì sao? Con cái á, nó cũng giành nhau, nó đánh nhau, thậm chí nó còn chém nhau đó. Và ra đi thì làm sao quý vị? Nhiều người thương tiếc. Điều này là tuyệt vời nhất đó. Quý vị hãy thấy là nếu người nào chết mà đi sau có lèo tèo vài người là biết là người này ở đời chẳng có làm gì lợi ích cho ai hết á. Thậm chí hình như sống ở đời chẳng có ai thương luôn, đúng không? Cho nên nếu như chúng ta giàu lắm nhưng mà tới khi chúng ta chết, đóng chúng ta vào trong một cái hộp và chở chúng ta trên một chiếc xe cô đơn, buồn không quý vị? Buồn lắm. Nếu ai nghèo mà chết xuống mà có hàng ngàn, hàng trăm người đi sau, lúc đó quý vị nằm trong quan tài nhớ mỉm cười. À, vì sao? Vì chúng ta rất là hạnh phúc. Vì chúng ta chết rồi nhưng mà vẫn có nhiều người luyến tiếc. Và sao quý vị? Chúng ta quả thực là những người rất là giàu có. Nên là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy như vậy: chút tài mòn, chút hư danh, dù thêm vào được cho mình nay mai, người ngu vẫn tự hại đời, tự đưa mình tới cuối trời diệt vong, để rồi hạnh phúc chẳng còn, tiêu tan đầu não héo hon tí người. Chúng ta hãy suy nghĩ cho kỹ, chúng ta sống để làm gì? Chúng ta làm giàu để làm gì? Khi lời Phật dạy vừa rồi thì chúng ta thấy. Và trong kinh Trung Bộ, bài kinh Đại Khổ Uẩn, chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe như vậy. Đức Phật dạy: do lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên mà một người phải trải qua gian khổ để có được tài sản. Phải chống đỡ nóng, chống đỡ lạnh, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi muỗi, của nóng, của gió, của các loài bò sát, chịu chết đói chết khát. Người ấy nếu nỗ lực như vậy, siêng năng như vậy mà kết quả không có gì,
người đó sẽ buồn phiền, than khóc, đấm ngực, mê man bất tỉnh và nói rằng: ôi, sự nỗ lực của ta thật là vô ích, sự siêng năng của ta thật sự không có kết quả. Này các tỳ kheo, đó chính là sự nguy hiểm của các dục. Cái dục ở đây là gì quý vị? Đó chính là cái sự ham muốn. Cái sự ham muốn này, để có được nó, người ta có thể làm tất cả, chịu nắng, chịu mưa, chịu khát, chịu đói, làm sao để có được nó. Nhưng mà một khi không có được nó, như Đức Phật nói, đó là vài gì? Than khóc, đấm ngực. Vì sao? Vì không có được nó. Thành ra đây là một cái sự nguy hiểm. Đức Phật gọi đây là một cái sự nguy hiểm của cái lòng ham muốn. Cho nên á, trong kinh Tăng Chi Bồ đó, thì có kể một cái câu chuyện như vậy. Một hôm có một người đại thần của vua tên là Út Ga. Ông này đến bên Đức Thế Tôn và bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thật là giàu có thay, thật là sung túc thay, đó chính là trưởng giả Migara Rohajeniyo. Đức Phật hỏi rằng: này Út Ga, trưởng giả Migara Rohajeniyo giàu có đến mức nào? Thì cái người này nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, vàng của ông này á, tính đến hàng vạn, huống gì là nói đến bạc và những thứ khác. Đức Phật nói: này Út Ga, đây có phải là tài sản chăng? Ta nói rằng đây không phải là tài sản. Tại vì cớ sao? Tại vì những tài sản này sẽ bị chi phối bởi lửa, bởi nước, bởi vua chúa, bởi ăn trộm, bởi các kẻ thù địch và những người thừa tự. Hay nói tóm gọn rằng, Đức Phật nói rằng tất cả những cái tài sản mà chúng ta gom góp đó cuối cùng sẽ rơi vào năm nhà. Thứ nhất là gì? Là góp đó cuối cùng sẽ rơi vào năm nhà. Thứ nhất là gì? Là nước. Thứ hai, lửa. Thứ ba, đó là người thân phá tán. Thứ tư là trộm cướp. Và thứ năm là nhà nước tịch thu. Cho nên cái tài sản này có đó, nhưng mà sẽ rất là mong manh. Và những cái mà chúng ta gọi nó là tài sản, nhưng thực ra nó là tiêu sản. Nó là tiêu sản. Tại vì sao? Tại vì cuối cùng rồi nó cũng sẽ mất. Quý vị có thấy không? Nếu quý vị chưa qua Ấn Độ, có thể xem những cái bộ phim về lịch sử của Đức Phật, về cung điện nơi Đức Phật sinh ra. Quý vị thấy cái gì ạ? Cách đây hơn 2.500 năm rồi, những thành quách đó bây giờ chỉ còn là cái gì? Chỉ còn là một cái đống gạch hoang tàn mà thôi. Và những công trình này trên thế giới này cuối cùng nó cũng sẽ theo cái quy luật đó mà ra đi. Vì Đức Phật nói rằng cái thế giới này nó sẽ vận hành theo cái quy luật nào? Đó là sinh trụ dị và diệt. Thậm chí ngay con người của chúng ta cũng sẽ vận hành theo cái quy luật là gì quý vị? Sinh lão bệnh tử. Thành ra nếu như chúng ta không có sáng suốt hiểu biết những cái điều này thì chúng ta sẽ rất là đau khổ trong những cái tham vọng về mặt vật chất của mình. Cho nên á, là ở đây chúng ta phải thấy được cái việc giàu có là một cái việc không đáng chê trách, hay là những cái đồng tiền á, thực ra bản thân nó cũng không có tội lỗi gì cả. Mà tội lỗi hay đáng chê trách hay không là ở trong cái cách hành xử của chúng ta. Thì tới đây chúng tôi muốn xin hỏi quý Phật tử một câu rằng là: chúng ta có bao nhiêu tiền thì mới gọi là giàu ạ? Có bao nhiêu của mới gọi là giàu? Nếu như mà câu hỏi này được trả lời thì thế giới này không có vận động nữa đâu, nó sẽ đứng yên. Thành ra là đây là một câu hỏi mang tính rất là vô định đó. Và quý vị thấy được rằng là vì người ta không biết có bao nhiêu là đủ, thì người ta sẽ mãi đi tìm làm sao cho nó được hơn, chứ không thể đủ được đó. Hơn. Cho nên á, là trong cái sách Góp Nhà Cát Đá có kể một câu chuyện như vậy. Một cái người nông phu nọ một hôm đang cày ruộng, anh ta vô tình đào được một cái tượng A-la-hán bằng vàng. Và vì đào được cái tượng A-la-hán bằng vàng nên cho nên ông bán đi. Từ đó nhà cửa xây dựng lên rất là cao to, có tôi tớ, có của tiền đầy đủ, rất là sung sướng. Người vợ rất là vui mừng vì người chồng mình đã đào được cái tượng A-la-hán này. Thế nhưng chính ông nông phu này là suốt ngày rầu rĩ. Sau khi mà có được nhà cửa ruộng vườn
của cải như vậy. Quý vị biết sao không ạ? Biết sao mà ông này rầu rĩ không? Ông này nói là ta nghe nói là có đến 18 vị La Hán, vậy thì còn 17 cái tường kia nằm ở đâu? Tức là có người ta quá tham lam quý vị, tham lam đến độ mà nhiều lúc có rồi đó, chừng đó có thể sống được rồi. Cho nên chúng tôi cũng từng kể cho quý vị một câu chuyện rất là thú vị khác, đó là có một cái đôi vợ chồng nọ rất là nghèo khó và đứng giữa trời than khóc với Thượng Đế rằng: Thượng Đế ơi, chúng tôi già cả như vậy rồi mà đến bây giờ không có đủ 1.000 đô la để mà trả nợ cho người ta. Khóc lóc như vậy, đau khổ như vậy. Thì lúc đó có một người bồ hành đi qua, thấy thương cặp vợ chồng già quá, cho nên ông này mới quyết định là rút 100 đô la để cho cái cặp vợ chồng già này. Thì khi mà người này đưa cho cái cặp vợ chồng già này á, thì cái ông chồng liền nói là: Ôi Thượng Đế ơi, con xin Thượng Đế 1.000 đô, mà cái người này nó ăn chặn của con hết 900 đô rồi. Cho nên quý vị thấy là cuộc sống là vậy đó, có người ta không bao giờ biết đủ đâu, và luôn sống trong cái sự nghi ngờ. Thành ra đó là dù có tiền, có bạc hay là có của cải đi nữa thì cũng chỉ là cái sự đau khổ mà thôi. Hòa Thượng Thanh Nghiêm thì có nói một câu rất là hay, đó là cái mà chúng ta cần thì rất là ít, nhưng mà cái chúng ta mong muốn thì rất là nhiều. Đúng quý vị? Ví dụ chúng ta cần, ví dụ như là cần ăn ít thôi, nhưng mà các chị em phụ nữ mà nếu mà đi siêu thị là phải làm sao sách cho đầy, cân cho nặng ha. Nhưng mà thật ra chúng ta ăn bao nhiêu, hoặc là chúng ta mặc cũng bao nhiêu. Ông bà mình ngày xưa nói hay lắm, đó là ngàn gian nhà rồng thân thang, đêm nằm cũng chỉ vài gang là vừa, tiền muôn bạc vàng thải thừa, ngày ăn ba bữa cất chừa làm chi. Quý vị có một lần 10 cái biệt thự, 20 cái biệt thự, có phân thân ra một đêm ngủ được 10 cái không? Mà ngủ trong một cái đó thì ngủ còn mấy gang thôi, chứ cũng không thể ngủ được cả cái nhà đó. Rồi quý vị có tiền muôn bạc vàng thải thừa thì một ngày quý vị ăn được bao nhiêu bữa? Nhà không phải 3 bữa, 10 bữa thì còn ngán thôi. Thực ra cuộc sống chúng ta không có biết đủ thôi. Còn nếu như chúng ta mà biết đủ thì nó sẽ đơn giản hơn, nó sẽ đỡ khổ hơn, làm cho chúng ta phải đỡ lao nhọc hơn. Có một lần cách đây khoảng 2-3 năm trước thì chúng tôi có đi đảnh lễ một vị hòa thượng ở tại Nha Trang. Thì hòa thượng chia sẻ rất là tâm tình, và trong cuối cái buổi chia sẻ thì hòa thượng có dặn chúng tôi như vậy: Tôi xin nói với các thầy một điều này, nghe có vẻ rất là thô thiển, nhưng mà quý thầy hãy suy nghĩ vấn đề này thử coi. Và quý Phật tử chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng thử suy nghĩ cái vấn đề này xem. Hòa thượng nói rằng là các thầy thấy đó, người đời á, người ta có ăn gan hùm, có ăn lưỡi phường, có uống rượu pháp, nó có ăn bánh mì của Mỹ đi nữa, thì cuối cùng cũng đi đâu ạ? Đi đâu quý vị? Dạ đi ra cái nhà vệ sinh mà thôi. Thì chúng ta thấy đó, cái điều đó là điều rất đúng, rất là đơn giản, nhưng nhiều lúc chúng ta không có nghĩ ra đâu. Và quý vị có biết tu ở đâu không? Tu ở những cái việc đó nữa đó. Nhiều lúc chúng ta đến những cái nơi đó, đi vào đó và cảm thấy rằng chúng ta đang là cái gì đây? Chúng ta ăn một ngày bao nhiêu con gà, con vịt, cuối cùng cũng ở đây hết nè, đúng không? Đúng không? Đó, thành ra là Hòa Thượng Thanh Nghiêm nói rất là đúng. Cái chúng ta cần thì ít, nhưng mà cái chúng ta muốn thì quá là nhiều. Và đó, Đức Phật nói đó chính là cái sự nguy hiểm của cái lòng ham muốn. Vì vậy mà trong kinh Di Giáo á, Đức Phật có dạy rất là hay. Đức Phật có nói rằng là tri túc chi nhân tuy ngòa địa thường du vi an lạc, bất tri túc chi nhân tuy sự thiên đường diệt bất xứng ý. Có nghĩa rằng là cái người biết đủ á, thì nằm ở trên đất cũng cảm thấy vui vẻ. Còn cái kẻ mà không biết đủ á, thì dù có ở thiên đường thì cũng cảm thấy không được an lòng. Đó. Cho nên là chúng ta là cái người Phật tử cần phải tìm hiểu và cần phải học những cái điều này để mà trong cuộc sống mình đó sẽ được nhẹ nhàng hơn. Như trên chúng ta thấy được những cái nỗ lực thông thường trong cuộc sống để tìm kiếm của cải,
Cái mà chúng ta gọi tài sản chung quy chỉ là tiêu sản, cũng ra đi mà thôi. Vậy thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta thế là nghe đoạn kinh tiếp theo sau đây, cũng là trong kinh Tăng Chi Bộ, khi nói cho người cận thần của vua là tên là Út Ga, Đức Phật dạy rằng bảy tài sản này Út Ga không bị lửa, nước, vua chúa ăn trộm, các kẻ thừa từ, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Đó là tín tài, giới tài. Thế nào là một cái tài sản thực sự? Bất tri túc chi nhân, tuy sự thiên đường, diệt bất xứng ý. Có nghĩa rằng là cái người biết đủ á, thì nằm ở trên đất cũng cảm thấy vui vẻ. Còn cái kẻ mà không biết đủ á, thì dù có ở thiên đường thì cũng cảm thấy không được an lòng. Đó. Cho nên là chúng ta là cái người Phật tử cần phải tìm hiểu và cần phải học những cái điều này để mà trong cuộc sống mình đó sẽ được nhẹ nhàng hơn. Như trên chúng ta thấy được những cái nỗ lực thông thường trong cuộc sống để tìm kiếm của cải. Cái mà chúng ta gọi tài sản chung quy chỉ là tiêu sản, cũng ra đi mà thôi. Vậy thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta thế nào là một cái tài sản thực sự. Quý vị chúng ta nghe đoạn kinh tiếp theo sau đây, cũng là trong kinh Tăng Chi Bộ, khi nói cho người cận thần của vua là tên là Út Ga, Đức Phật dạy rằng bảy tài sản này Út Ga không bị lửa, nước, vua chúa ăn trộm, các kẻ thừa từ, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Đó là tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy loài tài sản này Út Ga không bị lửa, nước, vua chúa ăn trộm, các kẻ thừa từ, thù địch và chi phối. Bảy cái loại tài sản này hay còn gọi là thất thánh tài đó. Quý vị nào mà muốn tìm hiểu bảy loại tài sản này kỹ hơn, rõ hơn thì có thể thỉnh cái địa pháp của Thường Tòa Trụ Trì có tên là thất thánh tài thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Vậy ở đây chúng tôi xin tóm lược để quý vị hiểu bảy cái loại tài sản thực sự này đó là gì. Tín tài ở đây là cái gì quý vị ạ? Tín là gì? Là cái niềm tin, hay nói cách khác là tín tài là cái tài sản về đức tin. Còn giới tài là gì? Giới đây là cái giới như là 5 giới, 10 giới, 250 giới. Hay nói cách khác rằng là đây là cái tài sản về các cái chuẩn mực đạo đức. Và tàm tài, quý tài, tàm quý, hay nói chung là tàm quý, hay là mình nói cho dễ hiểu hơn bây giờ gọi là cái tài sản về cái lòng tự trọng. Và tiếp theo đó là gì? Đó là văn tài. Văn tài đây là chỉ cho sự học rộng, hiểu nhiều. Đó là cái tài sản về tri thức. Và cái tài sản nữa đó là thí tài. Thí tài đây là chỉ cho cái sự chia sẻ, sự hy sinh, sự ban cho những người khác. Đó là cái tài sản thứ sáu. Và cái tài sản cuối cùng rất là quan trọng, đó chính là tuệ tài. Tuệ tài là cái gì quý vị? Là trí tuệ. Mà cái này là quan trọng nhất. Như vậy một người Phật tử nếu như biết nghe theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ có bảy cái thứ tài sản. Đó là cái tài sản về đức tin, tài sản về các chuẩn mực đạo đức, tài sản về lòng tự trọng, tài sản về cái sự học rộng nghe nhiều, tài sản về cái sự chia sẻ hy sinh, và cái tài sản của trí tuệ, hiểu biết chân thực. Thì những thứ này không bao giờ trở thành tiêu sản, không bao giờ bị chi phối bởi nước lửa, vua quan hay là giặc cướp. Cũng giống như là một người học giả và một người giàu có cùng đi trên một chiếc thuyền, nhưng chẳng may ra giữa dòng thì thuyền bị đắm. Cái người thương buông á, đem theo nhiều tài sản á, thì sẽ sao quý vị? Sẽ bị mất đi. Còn cái người học giả có bị mất gì không? Dạ không mất. Nếu mà mất mạng thì mất sạch, còn mà nếu mà còn mạng thì vẫn còn. Thành ra chúng ta hãy biết rằng cái tài sản lớn nhất mà Đức Phật chỉ cho chúng ta, đó chính là cái tài sản về tâm linh. Thì kính thưa quý vị, là nói đến đây thì cách đây khoảng 3 ngày chúng tôi có mặt tại tỉnh Hòa Bình, một cái tỉnh rất là xa xôi của miền Bắc. Thì đến một cái ngôi chùa cũng chia sẻ Phật Pháp cho khoảng gần 500 Phật tử. Ở một cái chùa rất là nhỏ, rất là hẻo lánh, và xung quanh chỉ toàn núi là núi không. Thì chúng tôi có mặt ở đó vào ban đêm, ở lại ban đêm và buổi sáng giảng pháp. Trước khi chúng tôi kể câu chuyện này cho quý vị thì xin yêu cầu quý vị làm một việc, quý vị có chịu làm không ạ?
Và quý vị, chúng ta hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tại sao chúng tôi lại bắt quý vị phải niệm Phật như vậy? Thì kính thưa quý vị, khi mà buổi sáng chúng tôi thức dậy thì có một cái cụ già ở ngoài đó, người ta hay gọi là bà vải đó, bà quét chùa. Và vừa quét chùa thì bà niệm như vậy: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm rất là to, rất là rõ, rất là sảng khoái, rất là vui tươi. Đố quý vị biết tại sao bà lão này niệm như vậy? Bà niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải là Nam Mô A Di Đà Phật nha. Không phải niệm giống quý vị đâu. Tại sao quý vị biết không ạ? Là tại vì cụ mất hết hàm răng ở trên rồi, rụng hết rồi. Mà lúc đầu chúng tôi cũng suy nghĩ tại sao như vậy, nhưng mà bây giờ mình thử là cái âm phờ đó, phờ ha, phờ là nó phải kết hợp cái môi dưới và cái răng trên. Mà bây giờ quý vị không có răng trên làm sao niệm Phật được, mà là hật, đúng không? Đó. Nhưng mà có một điều rất là lạ ở đây là tuy niệm không được chữ Phật, nhưng mà cái cụ già này, cụ rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, niệm rất là to, rất là sảng khoái. Nhưng mà hồi nãy chưa chắc có người đã sảng khoái để niệm ba câu Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Chúng ta ở trong cái tình thế bắt buộc. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không cảm thấy cái hạnh phúc khi mà chúng ta niệm được một câu Phật hiệu trọn vẹn, đầy đủ. Còn những cụ già đó, nhiều lúc chúng ta cười, chúng ta khinh, chúng ta chê, nhưng mà chúng ta lại thua những cụ già đó quý vị. Những cụ già đó, người ta sống bằng tất cả cái tâm của mình, bằng tất cả cái sự giàu có ở bên trong này nè. Cho nên là chúng tôi cũng hay kể cho quý Phật tử một câu chuyện kể đi kể lại rất là nhiều lần. Đó là câu chuyện vào một cái buổi sáng đẹp trời đó, Đức Phật ngồi tòa thiền cùng với các thầy tỳ kheo dưới một cái gốc cây. Thì lúc bây giờ có một người đàn ông bị mất bò chạy qua với một cái vẻ mặt rất là sợ hãi, rất là lo âu và buồn rầu, hỏi Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ sáng đến giờ Ngài ngồi ở đây, Ngài thấy có con bò nào chạy qua đấy không? Thì Đức Phật nói: từ sáng giờ ta ngồi đây chẳng thấy con bò nào chạy qua cả. Thì sau khi người này nghe xong thì người này bỏ đi. Thì Đức Phật quay sang hỏi các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, tại sao cái người đàn ông kia lại lo âu, buồn rầu, sợ hãi như vậy? Tại sao quý vị? Đơn giản là tại vì ông mất con bò thôi. Đức Phật nói tiếp: này các thầy tỳ kheo, vậy các ông có con bò nào để mất không? Theo quý vị có không? Không có. Vì các thầy tỳ kheo không có một con bò nào để mất, cho nên các thầy mới được ngồi an nhiên, hạnh phúc, tự tại, vui vẻ trong những cái giây phút này. Đó. Và quý vị ngồi đây có con bò nào để mất không ạ? Để ở nhà hết rồi. Cho nên là quý vị á, trong cuộc sống đó, cái việc mà tìm kiếm ra của cải vật chất, đó là điều chúng ta nên làm. Nhưng chúng ta hãy biết rằng là mình đang sống trong cái giây phút nào. Chúng tôi hay đọc cái bài kệ cho quý Phật tử nghe, đó là gì? Thân ở chốn già lam, tâm rong chơi trần thế, cọ phiền mọc đầy rễ, bao giờ mới được an? Nếu cái thân chúng ta ở chốn già lam, cái tâm chúng ta rong chơi trần thế, thì chúng ta vẫn còn phiền não như thường. Như vậy là chẳng khác nào đi đến chùa nghe pháp mà dắt theo một bầy bò, đúng không quý vị? Đó, cho nên là chúng ta hãy cột những con bò của mình để lại, cột cho chắc vào, đừng có mang nó đến cái chánh điện này, đừng có bỏ nó trong túi, lâu lâu nó của mình lò cò lò bò, mình chạy ra ngoài mình coi con bò mình nó làm gì. Đó. Thành ra là chúng ta hãy cố gắng sống trong những cái giây phút hiện tại như vậy. Đó là một cái điều hạnh phúc mà có tiền chưa chắc đã mua được quý vị. Đó. Vì vậy mà có nhiều người trong cuộc sống này không biết những cái lời Đức Phật dạy đó, không biết sống trong những cái giây phút hiện tại này, họ rất hay là đau khổ. Thậm chí họ là một nhà văn, một nhà thơ hay là một nhà triết học gì đó vĩ đại. Nhà thơ Chế Lan Viên, ông có một cái câu thơ như vậy này: ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Ai đâu trở lại mùa thu trước,
nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Có quý vị nào ở đây trở lại mùa thu trước được không? Dạ, để chắc phải chờ người ta sắm cái máy quay ngược thời gian cái đã. Cho nên là có những thứ qua rồi thì hãy để cho nó qua đi, đừng có đau khổ nữa làm gì. Đó là những cái người gì? Những người muốn quay ngược thời gian. Nhưng mà có những người còn mạnh bạo hơn, là người ta muốn chặn đứng thời gian. Quý vị tin không? Như ông Xuân Diệu ông nói là gì? Ta muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, ta muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Ngày mai trời nắng ai đã tắt giùm quý thầy cái mát đỡ. Quý vị nào buộc gió lại thôi đừng có buộc. Ông nói ông dài qua mùa hè nóng này buộc chắc mình chết hết. Thành ra đây là gì? Nếu chúng ta nói ở một khía cạnh nào đó, đây là những cái ước vọng rất là ngông cuồng, mà tầng sâu bên trong nó đã thể hiện cái sự bất lực, một cái sự bất lực rất là lớn. Cho nên á, là nếu như chúng ta không có sống được với thực tại thì chúng ta không thể nào nhận ra được cái giá trị tâm linh lớn ở trong này. Đó là cái điều mà cái giá trị mà Đức Phật muốn hướng cho chúng ta hãy sống chánh niệm trong từng phút giây. Vì vậy mà trong kinh A Hàm á, có một câu chuyện như vậy. Thì một hôm có một vị trời xuất hiện và hỏi Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, những người thường lai vãng ở chốn rừng sâu, những bậc thánh ở đời, họ chỉ ăn một ngày một lần, nhưng sao trong họ có vẻ rất là tự tại và hạnh phúc. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới nói rằng: sợ gì những người này họ sống tự tại và hạnh phúc như vậy là vì sao? Là họ không có truy tìm những cái chuyện đã qua, và không có nóng lòng khao khát nghĩ những chuyện chưa tới, mà họ sống chánh niệm an trú trong từng giây phút hiện tại. Cho nên họ mới vui vẻ hạnh phúc, cũng giống như là quý vị rất là vui vẻ hạnh phúc. Và tại sao hôm nay chúng tôi lại nói cho quý vị nghe cái đề tài gọi là những người giàu có nhất hành tinh? Tức là chúng ta hãy quay ngược lại cái định nghĩa lúc đầu của chúng ta. Những người giàu là những người gì ạ? Những người không khổ. Và chúng tôi khẳng định quý vị sẽ là những người giàu có nhất hành tinh này. Quý vị biết tại sao không? Tại vì Đức Phật, người cha của chúng ta, tức là đấng từ phù của chúng ta, trong hầu hết các kinh điển đã nói chúng ta rằng, trong suốt 45 năm thuyết pháp, ta chỉ có nói hai điều. Đó là gì? Đó là khổ và con đường diệt khổ. Hay nói cách khác, chúng ta nói dễ hiểu hơn, đó là Đức Phật nói là về cái nghèo và làm thế nào để được giàu hơn. Đúng không? Đó. Vậy thì tất cả quý vị ở đây vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai, đang hiện diện ở đây, có phải là những người nghèo không? Vì sao? Vì tất cả quý vị đang đi trên con đường diệt khổ của Đức Phật. Xin chúc mừng quý vị. Thì chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như vậy. Ngày xưa có một vị thiền sư tên là Thạch Úc. Thì vị thiền sư này tu hành trên núi lâu ngày, ông mới có quyết định là mình phải đi xuống một chuyến ở dưới núi để ngao du thiên hạ, hóa độ chúng sanh. Thì trên đường đi gặp một cái người lạ, thì để cho có bạn có bè, thiền sư Thạch Úc mới kết bạn với người này. Thì hai người này cùng đi kết bạn và đến ở tại một cái nhà trọ nọ. Thì đang lúc nửa đêm, vì thiền sư này ngủ ngon giấc thì bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt sột soạt, thì thức dậy và nói rằng: trời sáng chưa? Hỏi rằng trời sáng chưa thì có một tiếng nói lại là chưa sáng. Quý vị biết sao nó chưa sáng không ạ? Dạ, tại vì có một người có tật giật mình. Tức là đang yên lặng, đang đi mò trộm đồ của người ta mà nghe hỏi trời sáng chưa, theo cái phản ứng tự nhiên nói là trời chưa sáng. Đó. Thì thiền sư mới biết rằng rồi, hóa ra cái anh đi theo mình là anh ăn trộm. Thì thiền sư nói là trời chưa sáng vậy thì ngủ tiếp đi. Thì người này mới nói không, bận việc rồi. Xong thiền sư là biết rồi, ta biết ngươi đang bận lấy đồ của ta. Thì thiền sư bước ra và nói rằng: tại sao ngươi lại lấy đồ của ta? Người này nói rằng: tại vì đơn giản tôi là mùi ăn trộm. Đó. Thiền sư hỏi: ông ăn trộm bao nhiêu lâu rồi? Ông này ông nói: nhiều vô số kể. Thiền sư lại hỏi tiếp:
Như vậy mỗi lần ông ăn trộm, ông vui được bao nhiêu ngày? Thì người ăn trộm này mới nói là tùy, nếu trộm ít thì vui 1-2 ngày, còn trộm được nhiều thì sẽ vui 5-7 ngày. Đó. Thiền sư mới nói là trời ông ngu quá, tại sao ông không ăn trộm một mẹ lớn cho ông vui suốt đời? Ông làm như vậy ngày nào cũng đi ăn trộm, lỡ người ta bắt được thì sao? Thì người ăn trộm này nói, ố hóa ra là thiền sư cũng có kinh nghiệm ăn trộm ghê. Thì thiền sư nói đúng, ta có kinh nghiệm rất là lớn. Thì người ăn trộm nói vậy thì thiền sư ăn trộm ở đâu chỉ cho tôi với. Thì thiền sư á, tiến lại gần cái người đàn ông này và thiền sư chỉ vào đâu quý vị? Đây nè, đây nè, ta ăn trộm ở đây này, một lần duy nhất và xài mãi cả đời không hết. Đó là cái gì quý vị biết không? Là cái gì? Đó là khai thác cái mỏ vàng ở trong cái tâm này nè. Khai thác cái mỏ vàng ở trong tâm này, quý vị có tin không ạ? Có tin là nếu như chúng ta biết khai thác cái mỏ vàng ở trong tâm này thì chúng ta giàu hoài mà không cần đi ăn trộm của người khác không? Quý vị chưa tin hoặc đã tin nhưng